Thế giới luôn tồn tại những hiện tượng siêu linh kéo con người vào hố đen của sự sợ hãi. Nhưng ẩn sâu bên trong bóng đêm đó là những con người sở hữu sức mạnh ngoại cảm, ngày đêm chiến đấu. Họ được gọi là các linh lực giả, nhưng không phải ai trong số họ cũng trừ gian diệt ác. Tổ chức Claw là một ví dụ điển hình cho sự biến chất này. Mục tiêu của chúng là sử dụng sức mạnh tâm linh để thống lĩnh thế giới. Một cơ sở của tổ chức này đã bị Mob cùng anh em truy quét. Cụ thể cuộc chiến ấy như thế nào thì anh em có thể xem lại ở các phần recap Mob Psycho 100 trước của The Reviewer. Còn trong phần này, trong khi gia đình Mob đang chuẩn bị bữa ăn liên hoan thì Sho Suzuki, thanh niên xuất hiện tại cơ sở 7 của Claw, bất ngờ ghé đến. Cậu ta làm gì ở đó thì không biết, chỉ biết khi Mob về đến nhà, trước mắt cậu là căn nhà đang bị chìm trong biển lửa. Mob còn tận mắt thấy ba cái xác đang cháy trong phòng ngủ của bố mẹ. Cảm xúc của đầu nấm không ngừng dâng trào, đến độ sắp mất kiểm soát. Để cứu vãn tình hình, má lúm vội nói rằng đấy có thể là hình nhân do một tay linh lực giả nào đó tạo ra nhằm tạo hiện trường giả mà thôi. Ngay lập tức Mob phát radar và dò ra hai kẻ có linh lực mạnh gần đây. Sau khi cảm ơn má lúm vì đã kiềm mình lại đúng lúc, Mob xuất hiện trước mặt hai kẻ đó để trách va xem chúng có phải là hung thủ hay không. Nhưng chúng chỉ là đám tay chân của Claw đang trên đường đến giải quyết Mob, và cậu bèn tiện tay đập chúng. Đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì đột nhiên hai cựu thành viên của Claw xuất hiện, rước Mob đến gặp Regan cùng các huynh đệ khác, gồm tổ đội cựu Claw cùng các tiểu linh lực giả trong phòng phát triển dị năng. Sau khi được má lúm tường thuật sự việc, Regan nhận ra ngay vụ hình nhân là do vong xa lánh chém gió. Nhưng để bảo vệ Mob, Regan cũng hùa theo khẳng định như vậy để cô cậu yên tâm mà lịm đi. Không chỉ có Mob bị nhắm đến, Teruki cũng bị một thành viên của Claw tập kích. Hậu quả của hành động dũng cảm này là bị khứa đầu vàng cho húp nước bằng mũi để tra khảo thêm thông tin. Nếu tất cả đã muốn biết thì hắn cũng không ngại khai tuốt tuần tuột. Tổng trưởng của Claw đã về Nhật Bản. Ông ta đã có trong tay đủ lực lượng cho mưu đồ của mình, với nòng cốt là tổ đội 5 người được gọi là ngũ quái, bao gồm Vâm, Cận, Mã, Mộc, Ô. Bằng năng lực hack sóng nhà đài của Cận, thủ lĩnh Claw đã gửi đi thông điệp biến nước Nhật thành bàn đạp nhằm chiếm đoạt toàn thế giới. Ở một nơi nào đó, Shaw, con trai tổng trưởng, cũng hay tin. Cậu ta đang xây dựng lực lượng riêng nhằm hạ bệ bố mình. Cậu còn mang được cả Ritsu về đội nữa. Cái ngày Shaw đến nhà Mob, mục đích của cậu ta là thuyết phục hai anh em gia nhập cùng mình. Nhưng trong lần trước gặp mặt, Shaw nhận ra Mob không có ý chí chiến đấu nên mới giản cảnh ra như vậy để kích thích máu chó của khứa đầu nấm. Bố mẹ của hai anh em nay đã được sắp xếp đi nghỉ dưỡng cách xa chiến trường. Trong khi đó, tại cơ sở của Claw, tổ đội ngoại quốc đã bắt đầu kế hoạch tạo phản. Tuy đã thành công đánh bại các đội trưởng các cơ sở, nhưng khi phải chạm mặt ngũ quái thì cả tổ đội bị đánh cho tả tơi. Ngày hôm sau, thành viên còn lại của ngũ quái, Mã, đã đến buổi phát biểu của chính phủ. Với sức mạnh đoán trước di chuyển cùng dịch chuyển tức thời, không khó để hắn bắt cóc được thủ tướng. Ngay cả khi bị Teruki đến kịp thời và ra nhiều đòn hiểm thì hắn vẫn thoải mái làm tình làm tội hết lần này đến lần khác. Nhận thấy địch khó nhằn, Teruki dùng tầng tầng lớp lớp phòng thủ cũng bị hắn đột nhập vào trong và hạ gục bằng một đấm. Ngay ngày hôm sau, tổ chức Claw đã bắt đầu kế hoạch, với bước đầu tiên là chiếm đóng tháp văn hóa. Lực lượng bảo an đã bao vây khu vực đó. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bị hạ gục bởi đám linh lực giả nhân tạo. Thành phố bị tàn phá nặng nề. Trong khi đó, nhóm của Regan vẫn đang tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh thầy chủ trương chăm sự nhờ chính quyền, nhất là khi Mob còn đang bất tỉnh, cho đến khi hùng tin kéo đến. Văn phòng của Regan bị đám Claw thiêu rụi, bị bảo hiểm từ chối chi trả, thì anh mới quay xe quyết định đi mua quần nâu từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam uy tín trên gian Shopee Mall. Mua quần không khiến văn phòng được đền bù, nhưng mà mặc quần mới thì hẳn là vui, vì quần nâu từ 360 Boutique có kiểu dáng trẻ trung năng động, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Ống quần trên mắt cá chân để bạn thỏa sức phối với các kiểu giày, đã thế lại còn không nhăn, không chỉ thừa, mặc vào thoải mái tự tin đi đánh gái xinh lẫn tán kẻ xấu, và giảm giá sốc xuống chỉ còn 179k khi bạn áp mã trên màn hình. Đây là một cái deal không thể nào mà ngon hơn được nữa trong cái dịp sale này. Mua đấy. Chỉ đạo anh em ra quân, trước là ngăn chặn Claw, sau là bắt cho được thằng phóng hỏa. Lực lượng sẽ được chia làm 3 nhóm. Nhóm chim mồi sẽ tấn công nhỏ lẻ nhằm thu hút sự chú ý của địch. Nhóm tiến công sẽ lẻn theo đường cống ngầm vào đồn địch để đánh úp bất ngờ. Còn Regan sẽ ở lại trông chừng Mob. Trước lúc ấy, đội của Shaw đã đến hiện trường. Đối đầu với họ là Mộc, một linh lực giả sở hữu dàn pet thực vật để giúp Shaw và Ritsu tiếp cận tòa tháp. Ba huynh đệ còn lại của nhóm sẽ ở lại chặn tên ngũ quái. Tuy đã thiết lập được đội hình hoàn hảo với công thủ và support, nhưng chả mấy chốc mà cả ba bị hạ đo ván. Ở nhiều diễn biến khác, nhóm chim mồi đã hạ xong bọn lâu la của Claw tập kích rồi di chuyển dần vào thành phố trợ chiến. Nhưng nhóm tiến công đồn địch không may mắn như vậy vì họ bị Mã quét sạch. Còn phía Regan thì bị Vâm và đám lính tấn công. Dám ba bọn lính lác thì dễ, riêng tên Vâm thì lại quá khoai. Trước sự vượt trội của hắn, Regan tính lấy thân mình làm mồi nhử. Nhưng Vâm không theo kế hoạch ấy, hắn nhắm đến Mob. May mà trong khoảnh khắc nắm đấm sắp ập xuống thì má lúm đã nhập xác và cứu đầu nấm một mạng, tiện thể tặng thêm ít đòn cho Vâm. Nhưng mà cũng chỉ là mũi đốt inox mà thôi. Nhận thấy sự chênh lệch quá lớn, má lúm liền điều khiển xác Mob chạy trốn, kéo theo Vâm phải dí theo. Nhân của đám đông,
ma lúm lẻn vào trong để cắt đuôi tên ngũ quái. Mỗi tội vong tính không bằng trời tính, trong đám người ấy lại có crush của Mob, không thể để cô ấy bị thương. Ma lúm lao ra chặn địch và ăn một phát đấm văng khỏi xác. Hên là khứa đầu nấm đã được tổ đội Jim mờ phát hiện, nhưng đen là Vâm đã tìm thấy họ. Tuy đã cố hết sức chống trả, nhưng toàn đội Jim cũng lực bất tòng tâm. Trong lúc tên Vâm định hạ thủ với Mob, đội trưởng đã lấy thân mình ra đỡ. Cứ tưởng quả này chàng cơ khó trụ, nhưng bất ngờ anh ta lại phát công. Cơ nổi lên ao ao, hất tên Vâm ra xa. Thực ra ma lúm đã nhập vào đội trưởng, sử dụng linh lực cường hóa thêm cho body. Với sức mạnh của cơ bắp khổ luyện của anh trưởng, ma lúm đã áp đảo tên Vâm, để rồi hạ thủ bằng một đòn quăng, khiến hắn nằm một đống. Trong lúc cả đội Zimmer đang ăn mừng chiến thắng, thì tên Vâm bật dậy, tấn công lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy Mob đã tỉnh lại và hạ hắn trong một nốt nhạc, tạm biệt đội Zimmer. Mob cùng ma lúm đi vào thành phố, thì gặp đám linh lực giả nhân tạo đang cướp phá. Mob nói hết nước hết cái để chúng quay đầu, nhưng tụi này vẫn chấp mê bất ngộ, buộc cậu phải ra tay cảm hóa bằng vũ lực. Đúng lúc ấy Mộc xuất hiện, hắn kết hợp với đám lâu la, gây ra không ít khó khăn cho Mob. Thế trận được cải thiện đôi phần cho đầu nấm khi tên đầu tua rua cùng dàn ác linh đến trợ chiến. Nhưng rồi đám pet ấy cũng bị Mộc cho xiên trả. Tưởng rằng đã xong con ong thì đám lính lại tự bóp, không nghe lời cảnh báo của đầu tua rua mà phá vỡ bình chứa ác linh Mogami. Ngay khi vừa thoát thân, hắn đã hút sạch linh lực xấu xa của bọn lính, rồi đoạt luôn quyền kiểm soát đám thực vật của Mộc và tóm gọn hắn trong lòng bàn tay. Giờ đây chỉ cần Mogami bóp thêm lực là tên ngũ quái sẽ thành bầy nhầy ngay. Tuy nhiên Mob không để chuyện đó xảy ra, cậu lên tiếng cầu xin Mogami nương tay. Mob cho rằng những kẻ này chỉ đang đi sai đường, chỉ cần đưa họ về chính đạo là được thôi. Bị thuyết phục, Mogami buông tay tha cho Mộc một mạng. Trước khi ra đi, hắn khuyên Mob đôi khi nên cứng rắn với kẻ khác, nếu làm được việc đó thì đầu nấm sẽ trở nên bất bại. Ở một diễn biến trước đó, Ritsu và Shaw đã đến được tòa tháp văn hóa. Tuy nhiên phía trước họ là Mã, một kẻ cực kỳ khó đối phó. Để mở đường cho Shaw, Ritsu đã ở lại để so tài cao thấp với hắn. Tuy nhiên thực lực của cô em còn quá non, không quá khó để Mã cho cậu một trận lên bờ xuống mương. Tưởng như lần này cô em Mob chân đi lạnh toát, thì các tổ nhóm theo chỉ đạo của Teruki đã đến kịp thời để hỗ trợ, lần lượt từng người ra đòn tấn công, nhưng cũng bị vô hiệu với bộ kỹ năng của Mã. Chỉ duy nhất một viên đạn quẹt qua được má hắn khiến hắn bị thương. Từ đó Teruki nhận ra Mã sẽ gặp khó nếu bị quá dồn ép. Chính vì phát kiến này của mình mà Teruki đã bị rơi vào tầm ngắm cần loại trừ. Mã spam liên hoàn đòn khiến khứa đầu vàng xây sầm, nhưng cũng nhờ thế mà cậu đã đọc ra cách di chuyển của kẻ thù. Mã đã bắt đầu lơ là dần đi, và đó chính là điều kiện đủ để cả bọn phản đòn, đập cho hắn một trận nhớ đời. Tưởng chừng như game đã hạ màn thì Mã đã lấy lại được sự tập trung mà kích hoạt con người tâm thức. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã knock out gần hết linh lực giả, chỉ còn mình Teruki còn gượng được, nhưng cũng tàn tạ lắm rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhân tố quyết định đã xuất hiện. Trong khi Mã mải đề phòng Mob, Regen đã sử dụng bí thuật ẩn mình, tung liên hoàn đấm đo ván đối thủ. Đối mặt với một bậc siêu cấp cao thủ VIP Pro, lại thêm cu trò của ông siêu mạnh nữa, Mã đành chấp nhận xin đầu hàng vô điều kiện. Vốn dĩ hắn chỉ đến góp vui, chứ cũng chẳng ham hố gì, nên thấy khó quá thì dừng cuộc chơi thôi. Thái độ mua vui trên đau khổ ấy của Mã khiến Mob khó chịu, nên ngay khi cảm được điều đó, Mã đã vội chim cút. Sau tất cả, cuối cùng hai anh em Mob đã được trùng phùng, đầu nấm đã được an tâm khi nghe tin bố mẹ vẫn bình an. Giờ chính là lúc để cả đội toàn lực tiến lên đánh bại tổng trưởng. Tuy nhiên Mob không cho, mọi người đều đã quá nhiều vết thương, mình cậu đi là đủ rồi. Trước khi những diễn biến đó xảy ra, Shaw đã đánh bại cận để đến chỗ của tổng trưởng. Hai bố con lâu ngày giáp mặt hàn huyên được dăm ba câu thì nhõi con đã lao lên tấn công ông bố nhà mình. Tuy nhiên trình cu cậu còn non và xanh lắm, hết cửa băng rồi sấm sét, tổng trưởng liên tu tì tẩn thẳng và Shaw không thương tiếc. Dù bị thất thế nhưng Shaw vẫn tìm ra cơ hội để tổng trưởng với niềm tin rằng mình win game này. No. Shaw rất hay nhưng ô rất tiếc, hắn đã kịp trở lại để bảo vệ cho tổng trưởng, nhưng thực tế ông ta cũng chẳng cần. Suốt 20 năm qua bồn bà tứ xứ, tổng trưởng chưa từng thấy ai hơn trình mình. Hơn nữa là trong thời ấy, ông ta không chỉ chiêu nạp thành viên mà còn tích tụ linh lực, và Shaw sẽ được nếm trải nó ngay lúc này. Trở về với hiện tại, Mob đã xâm nhập vào trong tháp văn hóa và đụng mặt với cậu là O. Khứa này có nét tính cách khá giống Mob, tuy đã trưởng thành nhưng O lại rất e dè với mọi thứ xung quanh, đã thế còn dễ nổi khùng mà mất kiểm soát linh lực. Nhưng sau lần gặp gỡ tổng trưởng, O đã tìm ra được cái dù của đời mình mà nguyện đi theo hết lòng phò tá. Tuy đã cạn lời khuyên bảo, nhưng Mob đã không thể giải được sự u mê của O. Khi lời nói đã vô hiệu thì chân tay sẽ lên tiếng, hai người lao vào nhau trao đổi chiêu thức. Nhân lúc O không để ý, Mob đã đánh bay chiếc dù đi, như bị kích hoạt công tắc. O chợt mất kiểm soát linh lực, mém nữa là thanh tẩy má lúm luôn. Trước đây anh từng bị như vậy, hậu quả là bị người ta ghê tởm, thậm chí còn làm mẹ cuốn theo chiều gió. O luôn khao khát có được đồng đội, và chỉ khi ở trong Claw, anh mới có thể được toại nguyện mà thôi. Mob thêm lần nữa thuyết phục O quay đầu, vì tên tổng trưởng chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Nhưng ông thần này lại quá cố chấp, anh ta dồn linh lực để kết thúc cuộc chiến.
nhưng vừa tung chiêu đã bị Mob hấp thụ, thậm chí cả linh lực trong người Ô cũng bị đầu nấm hút mất. Thông qua đó, Mob đã nhìn thấy nỗi sầu của Ô, để rồi khi cậu trả lại, chính Ô cũng được cảm nhận những gì đầu nấm trải qua. Hai người trở nên thấu hiểu đối phương, từ đó kết giao bạn hữu, chấm dứt đối đầu tại đây. Trở lại cuộc va chạm của hai bố con Shaw, lúc này tổng trưởng đã chia sẻ về siêu năng của mình. Ông ta có thể truyền linh lực cho bất cứ ai và cũng có thể thu hồi nó khi cần thiết. Đám linh lực giả nhân tạo kia thực tế chỉ là sản phẩm của ông mà thôi. Chuyên mục tâm sự gia đình kết thúc, tổng trưởng bắt đầu phát công, hướng thẳng về phía cu con. Tuy nhiên thằng bạn nó đã đến. Mob muốn thông não cho tổng trưởng về ý nghĩa nhân sinh, nhưng với một tên ác nhân như này thì dăm ba cái tình cảm gia đình hay bạn bè đều là vớ vẩn. Nếu nhu không được thì đành phải rắn. Shaw cảnh báo cho Mob về sức mạnh của bố mình, nhưng đầu nấm no care mà chỉ truyền linh lực giúp Shaw hồi phục. Chứng kiến một kẻ có siêu năng như mình, tổng trưởng đã coi Mob là tử địch cần phải diệt trừ. Tuy Mob đã dùng sức mạnh khống chế, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để ngăn chặn tổng trưởng tiếp cận bón hành cho cậu. Rõ ràng ông ta ở trình độ hoàn toàn khác với những đối thủ đầu nấm từng đối đầu trong tình thế hiểm nghèo này. Regan đột ngột xuất hiện, tuy vô năng nhưng anh thầy vẫn quyết đối mặt với trùng cuối, để ship cho hắn một đấm thẳng mặt, mong muốn viển vông mới kết thúc, kéo theo cơn tức giận của tổng trưởng, để rồi tung đòn chí mạng quyết lấy mạng Regan. Nhưng số của anh thầy chưa tận khi được Ô che chở, mặc cho cây dù sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Phẫn nộ trước hành động của tổng trưởng, Mob đẩy cảm xúc lên đỉnh và sức mạnh cứ thế tuôn chảy không ngừng. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang xảy ra. Để thuận tiện chiến đấu, Mob nhờ Ô đưa mọi người xuống dưới, nhưng tổng trưởng không cho mà lao đến giải quyết cả hai. Ngay lập tức thì Mob đã lao đến che chắn cho họ. Áp lực quá lớn khiến cho Shaw, Ô và Regan văng xuống dưới. Nhờ có Mộc ra tay tương trợ mà họ đã được đưa xuống an toàn. Chứng kiến cán bộ của mình phản bội, tổng trưởng bắt đầu spam tia về phía họ, không thể để hắn được đà làm hại bạn bè. Mob lao đến khống chế đối thủ, nhưng chỉ với 10% công lực, tổng trưởng đã cho Mob một đấm văng xuyên vài tầng. Thế trận tưởng như nghiêng hẳn về phía tổng trưởng, nhưng không hề. Mob của hiện tại đã có sức mạnh của phẫn nộ, một tay cậu nhấc cả ngọn tháp lên một cách dễ dàng, để không ai bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Trước một đối xung sức như vậy, tổng trưởng không thể ém sức được nữa, buộc ông ta phải dùng đến 20% toàn lực. Cơn khoái cảm sức mạnh đã che mở mắt họ, cả hai lao vào nhau như điên dại, cảm thấy anh mình có gì đó sai sai. Ritsu cố gọi Mob thức tỉnh ngay, may mắn là đầu nấm đã ngộ ra mà kiềm chế cơn ngáo quyền năng này. Còn tổng trưởng vẫn đang say cuồng trong sức mạnh, để chứng minh bản thân là độc nhất, tổng trưởng thả cửa cho 50% sức mạnh tuôn ra. Nhưng dù mạnh đến thế nào thì trong mắt Mob, tổng trưởng chỉ là một gã cô độc. Đầu nấm hiểu được cảm giác ấy, vậy nên tận sâu trong thâm tâm, cậu không muốn làm hắn bị tổn thương thêm nữa. Vậy nên Mob điều khiển các tòa nhà bao vây tổng trưởng nhằm kiểm tỏa ông ta. Ai cũng nghĩ là Mob đã chiến thắng, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Shaw cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của bố mình. Mob là kẻ đầu tiên khiến ông ta stress đến như vậy. Càng bị stress, sức mạnh càng lên cao, dẫn đến cơn cuồng điên của tổng trưởng càng mạnh mẽ. Sau một hồi chịu đòn cực nặng, Mob nhận ra bản thân đã từ bỏ, không thể tìm ra con đường lui cho địch được nữa. Cậu quyết định sẽ tiêu diệt ông ta. Cơ thể của tổng trưởng bắt đầu quắn quéo đến dị dạng, nhưng cùng lúc đó, ông ta kích hoạt 100% công lực bản thân, phóng ra những luồng năng lượng bắn ra tứ phía. Sau khi cố ngăn cản luồng năng lượng về phía đám Regen, Mob liên tục phải đối đầu với tổng trưởng. Giờ đã có giao diện hoàn toàn mới, những đòn tấn công của ông ta ao trình hẳn so với Mob. Nhưng khi chuẩn bị tung cú tất sát, cơ thể của ông đã mất control. Mob nhận ra ông ta đã thành một quả bom nổ chậm, một khi phát nổ thì cái nịt cũng chẳng còn. Đầu nấm lập tức bảo mọi người khẩn trương chạy trốn, còn bản thân thì lén quay trở lại, vừa để giảm thiểu thiệt hại từ vụ nổ súng ít nhất, vừa để cứu phần xác cũng như linh hồn của tổng trưởng. Hành động và lời nói của đầu nấm đã khiến cho ông ta nhớ lại vợ mình. Chỉ vì tư tưởng độc hại của bản thân mà ông đã để người phụ nữ ấy ra đi để cứu lấy tình hình. Mob cố sức hút lấy hút để linh lực từ ông tổng trưởng, dù cố gắng là thế nhưng đầu nấm không thể ngăn vụ nổ xảy ra. Trong cái rủi vẫn có cái may, Mob vẫn giữ được mạng sống của mình, còn tổng trưởng thì đã bị bắt giữ. Nhưng giờ đây ông đã không còn cô đơn nữa, bởi vợ con vẫn đang chờ đợi lời xin lỗi chân thành từ ông. Ở giữa thành phố xuất hiện một bông cải khổng lồ, những tín đồ thuộc giáo phái đầu nấm đều cho rằng chính giáo chủ của họ đã làm ra thứ này. Ừ thì cũng đúng. Trong lúc hút linh lực của tổng trưởng, Mob đã chuyển một phần vào hạt giống để trong túi, nên đã tạo ra tuyệt tác kia. Văn phòng của Regan chào đón thêm một thành viên mới. Từ nay Ô sẽ đến đây làm dưới sự hướng dẫn của Mob Senpai. Hành trình của Mob và huynh đệ vẫn còn. Tất cả sẽ có trong recap Mob Psycho 100 Season 3. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.